Wow, khí hậu khá là mát luôn, gió rượi rượi luôn á chị. Vị trí gần biển khá là mát ha. Khu này là toàn khu biệt thự nhà vườn hết chị. Điện, đèn, đường Dạ đầy luôn. đủ, hạ tầng giao thông Bà Rịa. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Khu dân cư rất là đông đúc, Rồi rồi đường rồi. nhựa vỉa Ok hè, ok ok anh. Rồi rồi ok. có ống chữa cháy này đủ ha, có hệ thống chữa cháy. Hiện tại là khách em đang xem nhà luôn ha, sẵn em lên cho anh chị căn nhà một trệt 2 lầu nằm trong khu dân cư Lan Anh 2 ha, của xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Ở đây thì hạ tầng khá là tốt anh chị, đường bàn cờ thông thương ha, rất là đẹp luôn, điện nước đầy đủ, khu dân cư cũng khá là đông, đặc biệt là sát với đường quốc lộ 56 anh chị, di chuyển thẳng ra quốc lộ 56 đâu đó khoảng tầm vài trăm mét thôi. Tí nữa em sẽ quay ra cho anh chị xem ha, đi hướng này là đi đi thẳng ra đây, ra quốc lộ 56 luôn. Ở đây thì đa số là biệt thự nhà vườn rất là nhiều đó anh chị, xung quanh là biệt thự nhà vườn luôn. Hôm nay chủ cũng khá là lớn tuổi rồi, 85 tuổi rồi, có gửi cho em căn nhà tổng diện tích là 84 m², ngang 5 m, sâu 17 m rưỡi, phía sau có lối thoát hiểm full hết thổ cư nha. Giá lỗ cực kỳ nặng luôn, giá chỉ còn 2 tỷ mốt với căn nhà mặt tiền đường nhựa vỉa hè nằm ngay trung tâm của Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Nhà cực kỳ đẹp, còn khá là kiên cố luôn nha. Nhà của mình là hiện tại quay về hướng bắc, lệch nhẹ về đông ha, là đông bắc nha anh chị, lệch nhẹ thôi, chủ yếu là chính bắc nha anh chị. Đường nhựa vỉa hè, cây xanh rất đẹp luôn. Thì cô chú cũng có chia sẻ hiện tại đang vay ngân hàng hơn 600 nha. Cô chú cũng ngoài 85 tuổi rồi, mong muốn bán để trả nợ bớt ha. Đây là bên hông căn nhà mình. Ở phía sau mình có lối thoát hiểm 3 mét nữa nha anh chị. Đường này thì khoảng tầm là 8 mét này. Vỉa hè khoảng tầm là hơn 2 mét, 2 mét. Hai bên là 4 mét ha. Ở vỉa hè khá rộng rồi. Và đây là phía trước sân của mình nè. Cô chú lớn tuổi rồi nên là không có cái ý định làm xăng ô tô nên là ảnh không có thiết kế xăng ô tô trong nhà, nhưng mà mình về mình có thể thiết kế ô tô đậu trong sân này được anh chị. Mình sẽ thiết kế một cái cầu thang đây ha, để ô tô 4 bánh đi lên và gắn thêm cửa cổng nữa anh chị, tại vì hiện tại là chưa có ha. Chủ có thiết kế cái cảnh này hai bên này ha. Dạ chú cho xem nhà thế chú ơi. Dạ. Đây là phía trước phòng khách của mình này. Có cái tivi khá to. Tivi này khoảng tầm là 70 inch hay sao. To lắm anh chị. Này, cái găng tay của em này. Cái găng tay của em có chút xíu. TV này khoảng tầm 70 inch luôn rồi. Hả? 65 hả? Em thấy nó to ghê ha. Hết rồi. Nhà cô chú mới vừa xây mới mấy tháng anh chị, còn mới tinh luôn ha. Đây là cầu thang đi lên lầu này. Và chú hiện tại đang nấu ăn ở dưới anh chị. Chú chắc kẹt tiền bán có gì. Không kẹt đâu, hết đi. Dạ. Hết tiền. Hết tiền chứ không phải kẹt hả chú? Cái này là không phải hết tiền mà cái này không phải do kẹt mà do hết tiền, chú nói chú hết tiền. Thì ở dưới này là gồm một phòng khách nè, một phòng bếp và một phòng ngủ ở trong này ha, tại vì có cô lớn tuổi đang nằm trong phòng này em không có quay vào trong ha. Ở dưới này có một toilet trong này anh chị, toilet phòng tắm luôn ha, lobo rất là đẹp, cũng mới tinh luôn nha anh chị. Anh chị mua về là sử dụng luôn ha. Nhà cô chú mới xây được mấy tháng thôi. Còn phía sau này là lối thoát hiểm nha anh chị. Đây, khu dân cư cũng rất là đông. Lối thoát hiểm này đâu đó khoảng tầm 3 mét. Và từ cái mí nhà mình qua phía bên này là 3 mét thoát hiểm anh chị ha. Dạ con chào bác nha. Nhà bác ơi, trong này có tủ giường. Điện không ạ? Vậy điện xong lại tắt đi, không có đâu. Chúng tôi phải
Dạ, để ông tắt điện cho ông. Dạ. Và đây là cầu thang đi lên lầu 1 anh chị ha, và cũng là lên lầu 2 luôn anh chị. Trên lầu 1 này chỉ có một phòng thôi anh chị ha, và trên lầu 2 là có một cái phòng thờ. Đây là lầu 1 nè. Và đây là di chuyển lên lầu 2. Đây quý anh chị, phòng này là có toilet riêng luôn anh chị ha. Toilet, phòng tắm luôn. Là bồ gạch ốp lên tới trần luôn ha. Phía trước này anh chị có thể thiết kế phòng ngủ ở đây ha. Khá là rộng luôn tại vì có toilet trong phòng này luôn nha anh chị. Đó, còn phía bên này là ban công. Đây là ban công lầu 1 ha. Nhìn thẳng ra khu dân cư ở ngoài quý anh chị. Phía trước sân ban công mình khoảng tầm 1 mét ha. Đường nhựa, vỉa hè, cây xanh khá là mát luôn. Còn phía sau là chủ có chừa sân để cho mình thiết kế phòng ở ngoài này nha anh chị. Và đây là sân sau của lầu 1 nha anh chị. Bây giờ em sẽ lên lầu 2 cho anh chị xem. Nói chung là cô chú năm nay ngoài 85 tuổi rồi, không muốn nợ ngân hàng, muốn bán lỗ căn nhà này anh chị. Giá cực kỳ hời nha. Đây, lầu 2 thì trên đây là có một cái phòng thờ nè và ban công ha. Còn phía sau mình là có một cái sân sau. Nói chung là nhà này thì mình có thể về thiết kế thêm phòng ngủ nha anh chị. Tại vì chủ đổ đúc tắm rồi nhưng mà tại vì kinh tế khó khăn nên là không có làm ra nhiều phòng nha. Tại hiện tại chỉ có 3 phòng thôi. Đây là ban công phía trước nè. Khí hậu khá là mát luôn, lên trên lầu này. Đó, ngoài kia là khu dân cư kính luôn nha anh chị. Ở vị trí mình di chuyển ra đường quốc lộ 56 nó đâu đó khoảng tầm là 800 mét thôi. Rất là gần. Nhìn xuống phía trước sân mình nè anh chị. Và phía sau ban công mình có một không gian sân sau này ha. Mình có thể ngăn thêm phòng ở trên này cũng khá là ok nha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem. Tọa lạc ngay xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, sát quốc lộ 56, khu dân cư đông đúc luôn ha. Giá cực kỳ. Mình là sổ sẵn công chứng sang tên ngay nha anh chị. Thửa đất số là 499, tờ bản đồ số 52, địa chỉ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Tổng diện tích là 87 mét vuông, hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là phun thổ cư, đất ở nông thôn ha, thời hạn lâu dài. Và đây là cái thửa của mình. Đất của mình là quay về hướng bắc lệch nhại về đông nha. Ngang năm sau 17, phía sau có lối thoát hiểm 3 mét này. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Và đây là bản quy hoạch của mình quý anh chị. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ đất ở đô thị hết ha. 87 mét đất ở đô thị, ngang năm sau 17 mét rưỡi nè. Tổng diện tích là 87 mét vuông. Rồi anh chị nào quan tâm căn nhà lầu này thì bốc cho em ha, thuộc xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, giá cực kỳ hời. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.